Ngày xưa, có ba vị hoàng tử tên là Càn, Chơn và Chất. Họ là con của một vị vua anh minh và nhân từ. Cả ba anh em rất thích ca múa nhạc và thường lén vua cha đến bội đình xem hát. Vì sợ vua cha ngăn cấm, mỗi lần rủ nhau, ba anh em hoàng tử thường ra ám hiệu bằng cách huýt sáo hoặc dùng mùi thơm của trái thị mà báo tin. Một hôm, hoàng tử Càn bận việc học hành, hai hoàng tử em rủ nhau đến bội đình xem hát. Hôm ấy, ban hát không diễn được vì trong tuồng hát thiếu hai vai kép con. Hai hoàng tử tình nguyện đóng hai vai này để buổi diễn được tiến hành. Sau buổi diễn, mọi người nức nở khen ngợi hai hoàng tử diễn rất đạt. Trên đường trở về hoàng cung, hai anh em bị một đám mưa to, quá lạnh nên phải tránh mưa vào một xó. Vua cha cho nội thị tìm kiếm khắp nơi. Sau cùng, phát hiện hai hoàng tử đã bị cảm hàn nặng, liền đưa về hoàng cung chăm sóc. Thế nhưng, do bệnh tình trở nặng mà được mấy hôm, thì hai hoàng tử nhỏ qua đời. Mặc dù được vua cha tấn phong ngôi thái tử, nhưng trong thâm tâm của thái tử Càn không mang vinh hoa phú quý, sự mất mát hai em khiến chàng quá đau buồn. Càn thương hai em bao nhiêu, chàng càng nhớ đến bội đình bấy nhiêu. Vào một đêm, chàng quyết định trốn khỏi hoàng cung, đi theo tiếng gọi của lòng mình. Ra sống ngoài dân dã, chàng tập hợp ca công, nhạc công và những người yêu thích nghệ thuật, lập nên một gánh hát, đi hát dạo khắp nơi. Tuy từ bỏ ngôi vua, nhưng điều khiến chàng tâm đắc là làm được bầu gánh hát dạo và đào tạo được một số học trò để kế thừa cho nghiệp cầm ca. Năm tháng trôi qua, chàng đã quen dần với cuộc sống ăn quán ngủ đình, hòa mình với mọi người trong xã hội. Nhờ vậy mà gánh hát của chàng gây được nhiều cảm tình với khán giả, nhất là giới bình dân lao động. Đặc biệt trong đó có bà hàng gánh, một người phụ nữ mua gánh bán bưng, lại là mạnh thường quân của gánh hát. Bà tình nguyện nuôi cơm cho cả đoàn hát suốt thời gian dài mà không mưu cầu toan tính điều gì. Vào một năm thiên tai dữ dội, nhiều cơn bão dữ nối tiếp đi qua, lũ lụt hung hãn tràn về, sinh hoạt của các ngành nghề hầu như bị tê liệt hoàn toàn. Gánh hát của ông Bầu Càn cũng không thoát khỏi cảnh lầm than. Bà hàng gánh, người mến mộ nghệ thuật và giàu lòng nhân ái, luôn gắn bó với nghệ sĩ trong mọi tình huống. Với đôi gánh trên vai, bà luôn chân buôn tảo bán tần, dầm mưa lội nước. Vậy mà cũng không sao giải quyết nổi cho hàng chục miệng ăn trong gánh hát. Đào Kép là đệ tử của ông Bầu. Họ rất thương thầy, nhưng đứng trước hoàn cảnh bi đát ấy, họ không còn chịu đựng nổi cái đói hoành hành, đành gạt nước mắt chia tay sư phụ để lên đường tha phương cầu thực. Thế là đoàn hát trả gánh. Vì lòng tự trọng, ông Bầu không cam tâm để bà hàng gánh nuôi mình. Thừa lúc bà đi bán dạo, ông Bầu thu dọn y trang rồi lặng lẽ gánh đi, tìm nơi tá túc. Suốt mấy ngày đường vẫn không tìm được nơi ở, toàn thân ông rã rời vì đói lạnh. Ông cố lê từng bước trên đường ngập nước, mong đến chỗ gò cao tạm nghỉ chân. Đến được gò cây vong, ông liền quỳ xuống vì kiệt sức. Gánh đạo cụ tuồng hát tuột khỏi vai ông rồi trôi theo dòng nước. Ông cố gượng bò lên gò cao, tựa lưng vào cây vong đồng, tim ông đau nhói, đôi mắt từ từ khép lại rồi liệm dần. Trong hơi thở mệt nhọc, ông thều thào gọi tên hai em. Bỗng mũi ông cảm nhận mùi hương của quả thị, tai nghe tiếng huýt gió đâu đây. Ông mừng quá, mở to đôi mắt gặp được hai em Chơn và Chất. Ba anh em xúc động ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi, rồi cùng rủ nhau đến bội đình xem hát. Trên đôi môi ông nở nụ cười mãn nguyện. Hôm ấy là ngày 12 tháng 8 âm lịch, ông ra đi về cõi vĩnh hằng. Sau mấy ngày tìm kiếm, bà hàng gánh bỗng bắt gặp hai thùng đạo cụ gánh hát trôi lềnh bềnh trên dòng nước. Bà liền ngược dòng nước tìm đến gò cây vong, thấy ông Bầu tựa lưng vào gốc vong đồng, miệng còn nở nụ cười tươi, nhưng ông đã qua đời từ bao giờ. Bà hàng gánh quá đau lòng, nhẹ tay vuốt mặt cho ông nhắm mắt. Bà lục lọi hai đầu thúng của mình, chẳng còn gì là ngon cả, chỉ còn sót lại nửa xấp bánh tráng và mấy tảng đường. Bà đem hai vật này cúng bái với tất cả lòng thành, rồi lau nước mắt đi tìm người lo hậu sự cho một nghệ sĩ đã gục ngã bên đường. Nhưng khổ thay, biết bao người cũng đang trong cảnh màn trời chiếu nước, làm sao họ giúp được cho bà. Thôi thì bà tự lo liệu. Cũng may thân cây vong đồng có một cái bọng, bà đưa thi hài ông Bầu vào ngồi gọn trong bọng cây. Bà xé khăn đội đầu của mình ra làm hai mảnh, một mảnh đắp mặt cho ông Bầu,
Mảnh còn lại bà chít lên đầu của mình làm khăn tang để gọi là an ủi linh hồn người quá cố khỏi tủi lòng. Bà cậy lấy mảnh vỏ cây đậy kín miệng bọng, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Bà lạy vĩnh biệt ông bầu rồi quẩy gánh ra đi. Với Hát Bội nhớ ơn Thái tử Càn, người thầy cũng là người bầu gánh đầu tiên dẫn dắt và truyền nghề cho họ, nên tôn ông là tổ sư của ngành sân khấu. Hai hoàng tử Chơn và Chất được tôn làm nhị lang đại thần. Cho đến hôm nay, hàng năm, giới nghệ sĩ ở khắp cả nước vẫn tổ chức lễ dỗ tổ sân khấu vào ngày 12 tháng 8 âm lịch để tỏ lòng biết ơn và tôn kính tổ nghiệp và những bậc tiền nhân đã sáng lập, gìn giữ và phát huy bộ môn nghệ thuật sân khấu Việt Nam. Tổ truyền thiện nghệ thiên thu thịnh, sư giáo tài năng vạn đại xuân.